Yo, hay là mọi người đã quay lại với clip của mình nha. Ok thì chúc mọi người có một buổi tối tốt lành này. Đó thì ngày hôm nay thì chắc là như tụi em mọi người cũng đã biết mình sẽ làm về cái chủ đề gì rồi đúng không? Đó, thì mình sẽ test vũ khí nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ở trên cái con ở xe phụ nha mọi người. Server siêu cấp đặc biệt mới ra ngày hôm qua thôi mọi người. Đó, mới review hôm qua rồi. Đó thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần rồi mọi người. Đó. Thì mình lại on cái con OC phụ này nha mọi người. Server siêu cấp đặc biệt thì ngày hôm nay mọi người sẽ được free một cái vũ khí. Phải nói quá là xịn luôn mọi người. Đây, súng thần kim ngưu nha mọi người. Đó, đó thì về cái vũ khí này mà ngày xưa nó có ra trong cái tên liên nạp từng là 3 triệu thì phải mọi người. 3 triệu chứ đùa, 3 triệu thì phải. Sau về sau thì nó có ra lại trong nạp định mức, nhưng mà giá thì nó đã giảm ra mọi người. Còn như bây giờ thì thôi luôn mọi người. Đó, thành trở thành vũ khí quốc dân free tại cái server siêu cấp đặc biệt boss hiệu trưởng này nha mọi người. Đó, mọi người chỉ cần tích lũy đăng nhập ngày 2 thôi thì mọi người sẽ được sở hữu được cái vũ khí này rồi. Thần khí nha mọi người, súng thần kim ngưu. Đó, cái vũ khí mà có tên trong cung hoàng đạo này, nó là cung kim ngưu đó mọi người. Đó, thì mình cũng đã có test rồi nha mọi người, test chắc cũng phải cả năm trước rồi cơ, cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà biết đất này hiện tại test lại thì nó có gì thay đổi không nha mọi người. Không biết là nó có giảm sức mạnh hay là tăng, hay là đam to, hay là sao đó đạo như nào. Thì tí nữa mình sẽ test và mình sẽ trải nghiệm lại cho mọi người xem nha. Ok, đó thì sẵn nó free tại cái server mới này mọi người. Ok, thì mình sẽ đăng nhập, mình sẽ nhận luôn. Trời ơi, sở hữu cái vũ khí ba cũ đây trời. Ok, xin phạm kim ngưu nha mọi người. Không biết là mọi người đã cày cái server mới này ra sao rồi nhờ. Ồ, bao nhiêu chiến rồi, comment dưới mình biết nha. Nhưng mà đi đăng nhập này, trang bị vô luôn này, súng thần kim ngưu, quá sạch luôn. Ở thì hôm qua này thì mình cũng có on điểm danh thôi chứ mình cũng chưa có cày gì đâu mọi người. Ở tại khá là bận luôn á trời. Xem nào. Đó, thì bây giờ nói chung là mình sẽ đi test cho mọi người xem cái vũ khí đó nha, súng thần kim ngưu. Đây mà có thể trải nghiệm full chi tiết như là đạn liên hay là tôn các kiểu mọi người. Đó, đầu tiên mình sẽ chuyển sang cái server chính của mình nha mọi người. Thì con xe chính của mình nó có vũ khí đó mọi người, trước mình đổi trong giới hạn được quà. Đó, em giờ mình sẽ biến hình nha mọi người. Biến hình qua cái con xe chính tí nè. Ok, thì mình đã qua cái con xe chính rồi nè mọi người. Đó, và ủa, như cái chiến lệnh này mới hả ta, qua đâu thấy đâu, mới cập nhật hả? Nhận này, nhận free mọi người, thưởng ở trên, còn ở dưới là mọi người phải tăng bậc, có nghĩa là nạp á. Trên này thì mới nhận mấy cái phần quà bên dưới. Ồ, khá là nhiều thứ hay ho nhờ. Điểm danh luôn hả? Chưa điểm danh đâu mọi người. Đây, à quên, cái này chẳng thắng xếp hạng. Chưa xuống dưới đâu rồi, kêu lên chứ. Ăn nhập liên tục đây. 13, đó được free một cái item phấn này mọi người. Cái vật phẩm này. Nó mấy phần quà trong đây nó cũng na như là cái bí ngô mọi người, bí ngô Halloween á. Nó chưa có mọi người có test á. Nó cũng kiểu vậy. Ồ, mình sẽ tích hai cái đi, mình sẽ đặt một lần cho mọi người xem. Ok, bây giờ thì đi test vũ khí thôi mọi người ơi. Đây. Đâu rồi? Súng thần kim ngưu. Ủa. À, mình mặc vô cái nó đề xuất tự động kế thừa mọi người. À, bây giờ thì nó là vậy mọi người. Mọi người không có chủ động vô chọn vũ khí kế thừa đâu. Mọi người trang bị cái vũ khí vào nào vô thì nó đề xuất cho mọi người. Ấn quỷ thôi. Mình thì mình chơi cục côn này chính mà. Dâm test cái này cho mọi người xem. Súng thần kim ngưu nhá. Thì chắc mọi người cũng đã biết bao vũ khí này rồi đúng không? Đó thì nó bao 9 tia nha mọi người. Siêu liên tục nha. Có dạng là hình tròn. Đó. Bây giờ xem trước về cái sát thương nha mọi người. Ban đầu là 470. Cục côn thì sát thương ban đầu như là tới. À mà mình lên ca mất rồi không? Cho mọi người xem được 500 hay sao mình nhớ không lầm. 460 hả? Với cái này thì pháo thì cũng tầm trung thôi mọi người. Đó, ok thì cái này nó đam cũng thuộc dạng tầm trung thôi. 470 nha. Đó. Khi lên cam thì không biết là bao nhiêu đây, chứ mình nghĩ là 1800.
vào thư viện cho người xem. Trong đây chém này cam chứ. Ủa nhớ là nó có đây không ta? Rồi không có trong đây hả? Không có trong đây mọi người, không có trong đây. Nhưng mà đam chắc mình nghĩ là 1800 á mọi người. Nó nãy 470, nó cũng dạng như phá thần tài. Phá thần tài thì cũng 460 à, nên 1700 thì chắc cái này mình nghĩ là đây là 1800 á mọi người. Sát thương clean cam nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi test cho mọi người xem này có trong nào ta. À, tuyệt vời cũng trong nào này. Đây, bây giờ mình sẽ test liên tục cho mọi người xem này. Test này chắc mọi người thấy rõ hơn, chi tiết hơn. Nãy cái map này. Đó, đó mọi người có thể thấy đào khá là thẳng cho. Đó là liên của cái vũ khí súng thần kim ngưu. Đây, hiệu ứng thì nó có màu vàng vàng một tí mọi người. Tự động thì cũng khá là to đó mọi người. Đó, để dễ cho mọi người canh hơn, đúng không? Có dạng hình tròn nha, dạng vũ khí. Ok, và tiếp theo vẫn chưa có tung bay một tuần. Trời ơi, dưới số 5 chị nghe vậy trời. Sẽ bắn chay một tuần đi. À, bắn chay một phát cũng thường cho mọi người xem này. Ờ, rộng ở bề ngang đó mọi người, tự động. Nãy thì là liên, nhiều vũ khí liên mà mình thấy liên nó kiểu nó nhỏ nhưng mà bắn chay thì nó lại bự mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho số 4 sau ấy ta, cho cái con này nó văng xuống dưới đây. Rồi bây giờ mình sẽ, trời ơi gió gì mà xấu kinh khủng luôn, bắn chay một tuôn thức tỉnh này. Gió nhịp số 1, số 0 cũng được. Đây số 0 nha mọi người ơi, mình sẽ bao cho mọi người xem này. Đó, cái map thám hiểm đây đại dương này. Mọi người nghĩ cái chỗ này nào không? Ok, bao cho mọi người xem thì mọi người sẽ thấy mấy vũ khí siêu đào tầm trung là mấy chỗ này xuyên hết à. Đó, còn miếng súng thần kim ngư của chúng ta đây. Rồi, còn thừa một tia mọi người có thể thấy. Một tia nó lọt luôn ngay xuống dưới mọi người. Xuyên map. Đó, quá là ghê cho sâu kinh khủng chứ không phải phải cạn đâu mọi người. Nói chung là nó vẫn mạnh như xưa thôi mọi người ơi. Ngày xưa mình test nó cũng vậy mà. Đào nó đã ghê gớm rồi. Đó, ok tung nha. Tiếp theo rồi, gió ngược 2 à. Cho nó về số 0 đi tung. Gió ngược 2 nhưng mà mình bắn cái map kiểu thổi xui á mọi người thì được hơn. Gió 1 cũng được này. Bắn cái góc cao cao tí nhờ. Đó, nó tỏa xuống như mọi người xem nó sâu hơn tí. Đó, tung cái vũ khí súng thần kim ngưu nha mọi người. Tung thì mình đã đăng mát rồi mà, 57 á mọi người. Đó, nói chung là nó có dạng hình tròn thì nó cũng ổn chứ tung như vậy cũng rộng rồi, cũng được rồi. Đó, mặc dù nó không thể nào mà bằng được mấy cái vũ khí dạng vuông được mọi người, như là cục cơm hay là thiên nhiên được. Đó, ok, thì là như vậy nha mọi người. Giờ mình bao qua chỗ bên này đi. Đây, bao lại súng thần kim ngưu. Đó, thì mọi người đếm kỹ thì có thể thấy 9 tia đó mọi người. Nó vẫn thừa một tia kìa. Đó, thì nó có một cái nhược điểm đối với cái vũ khí này mọi người có thể thấy kìa. Mình bắn bình thường nếu mà là vũ khí dạng hình vuông thì cái pha này mình đã rơi rồi đó mọi người. Nếu mà không lỗi map nha. Đó, thì nó có một nhược điểm là như vậy nha. Mọi người đào, mọi người cố ý chưa để ý canh cái tia mùi tia, cái tia cuối mùi nó chạm vừa sát địch nhưng mà cũng phải cách một tí thì mới đào được đúng không, chứ vừa đầu là nó đâu rơi đâu. Nên là nó có cái nhược điểm cho đó rồi. Tất cả các dạng vũ khí hình tròn, có dạng hình tròn nha. Còn như vuông á thì nó bằng phẳng mà mọi người, nó chỉ cần nổ rơi địch thì chắc chắn là sẽ rơi đâu, không thể nào lỗi được. Còn hình tròn thì mọi người có thể thấy nãy mình đứng ngay cái mép ở bìa đó mọi người, còn ở dưới thì nó thủng đúng không? Tức như là ở tầm mình tròn á, chỗ giữa đó thì nó nát, còn ở bên bìa thì nó cong mà, nên là nó còn dính lại mọi người. Thì là như vậy nha, ok. Nói chung là vũ khí này thì vẫn còn mạnh nha mọi người ơi.
Nói chung rất mạnh nha. Siêu đào bằng ba đạo như ngày nào. Ok. Thì chắc mình sẽ ra ngoài luôn. Ok, thì vừa rồi thì mình đã trải nghiệm full chi tiết lại cái vũ khí á, súng thần kim ngưu sản nghiệp nó free ở cái server mới mà nhiều bạn sở hữu và thành vũ khí quốc dân, nên là mình sẽ test lại cho mọi người xem về cái độ mạnh của nó. Thì nói chung là tóm lại thì nó vẫn còn rất là mạnh nha mọi người. Đào phải nói quá là ghê luôn, cái map lúc nãy mà mình đào vẫn còn thừa một tia mà. Đam thì cũng to đó mọi người, khi lên cam thì nó 1800 thì cũng được dạng to rồi chứ, 1800, 1700 thì cũng to rồi đó mọi người. Đam ổn mà đào cũng không rộng nữa. Có thể vũ khí này đào mọi người là nó không có hiệu ứng gì nha mọi người. Ok, thì là như vậy nha. Đó thì mọi người cứ yên tâm mà rước cái vũ khí này làm cái vũ khí chính mọi người. Đào nó quá là ba đạo luôn. Nhưng mà nếu phải lựa chọn cái vũ khí này với cái cọc gôm thì chắc là mình sẽ chọn cọc gôm rồi. Nó có dạng vuông thì nó khó chịu hơn đúng không. Nhưng mà free thì mọi người có vũ khí này thì cứ chơi thôi. Ok. Thì thôi, chắc là clip mình đến đây thôi nha mọi người. Thì anh em có bất kỳ thêm mấy có bất gì thì nhớ để lại bình luận dưới nha. Và xem video phút này tí kêu chăm xin một like. Nếu là người mới thì quay lại cái kênh chung thảm hóa là hôm qua là ok video này mình nhất mình nha. Ok, hôm giờ thì gọi là chúc mọi người có một ngày tốt lành.